kinh văn tứ giả thị nhân hữu vô câu kiến kỳ cảnh chi cố kỳ tâm diệt loạn hữu nhân lai vấn đáp ngôn diệt hữu tức thị diệt vô diệt vô chi chung bất thị diệt hữu nhất thiết kiểu loạn vô dung cùng cật việt dịch Bốn là người ấy chấp cả có và không khi cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không chẳng phải là cũng có, tất cả hoàn toàn càn loạn khi suy xét kỹ lưỡng thấy không thể nói hết được rằng dạ, bốn lý luận càn loạn này là sự hỗn loạn của lý thuyết hữu hay vô. Lý thuyết này là gì? Hành giả đề cập cả hai vấn đề có và không, nhưng anh ta nói rằng những vật không hiện hữu thì không thể cũng có và những vật hiện hữu thì không thể cũng không. Anh ta chẳng biết vạn vật hiện hữu như thế nào nữa, nói một cách điên dại như người say rượu. Bốn là người ấy chấp cả có và không. Trong phạm vi hành ấm, anh ta nhận thấy hành ấm giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước không hề dừng nghỉ. Nên anh ta cho rằng có. Anh ta cho rằng sự tạm dừng trong khi sóng ngưng lặng là không. Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn. Tâm hành giả sinh khởi. Một niệm phân tích chia sẻ giống như những cành nhánh trên một thân cây, thế nên anh ta tuyên bố rằng bạn pháp vừa có vừa không, tâm hành giả rối loạn vì không có trí huệ chân chánh hay định lực, do định lực và trí huệ không quân bình. Lúc này hành giả trở nên chấp trước và không thể nào tìm được lối thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Anh ta gặp một con đường tà kiến và chẳng biết con đường nào là tránh đạo khi có người đến hỏi thì đáp cũng có tức là cũng không trong cái cũng không chẳng phải là cũng có khi có người đến hỏi thỉnh cầu chỉ dạy phật pháp thì đáp rằng cũng có tức là cũng không vật hiện hữu thì cũng giống như không hiện hữu nhưng trong cái cũng không chẳng phải là cũng có nhưng những vật không hiện hữu rồi thì không thể nào trở thành có được những vật nào đã hiện hữu rồi cũng tức là không hiện hữu nhưng những vật không hiện hữu thì không tồn tại rốt cục lý luận này là loại gì là thứ hoàn toàn cản loạn đó là một thứ lý luận lầm lạc anh ta chẳng biết mình nói gì nữa đó là lý do tại sao tôi cho rằng anh ta nói như người say rượu khi suy xét kỹ lưỡng thấy không thể dung hợp được không có cách nào để chấp nhận lý lẽ của anh ta thế lúc ấy các ông nên làm gì chỉ nên áp dụng một phương pháp đó là vả vào mồm xem thử anh ta còn nói có không được nữa chăng nếu quý vị vả vào mồm anh ta anh ta sẽ nói tại sao lại đánh ta nhưng ông không hiện hữu ông có nhớ không vậy nên tôi đánh ông cũng như không đánh hoặc có một cách khác nữa quý vị cầm một con dao và nói nè tôi đến để giết ông và xem hỏi anh ta có tồn tại hay không quý vị chẳng cần lý sự với anh ta làm gì những gì anh ta nói đều không thể nào chấp nhận được khi soi xét bằng đạo lý quý vị không nên hỏi đạo nơi những người như thế